Rồi, mến chào tất cả quý bà con. Bữa nay xuống vườn của chú Tám. Chú Tám, chào bà con. Chú Tám. Xin chào bà con. Chú Tám khỏe, chú Tám. Khỏe. Cũng dài con rượu, dài xì rượu đâu phải không? Chúng ta đi theo cái vườn đây chút xíu. Đây con, chúng ta đi theo anh camera, anh sẽ quay. Quý bà con chúng ta cũng chú ý một cái vấn đề. Đây là cái vườn sầu riêng. Bà con có thể nhìn tổng thể. Đây là khúc này là chú Sáu trồng ri sáu hả chú Sáu? Chú Tám giá lộn, ri sáu, còn bên kia là mỏng thon, cũng cả ri sáu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm cái vườn của chú Sáu. Chú Sáu hồi trước là con, nói chung là con xuống dưới đài, con tiếp xúc với chú Sáu á, thì nói về mọi vấn đề, chú thấy chú Tám thấy rồi sao? Thấy mày làm cũng phát triển dân chúng, người ta cũng ngon mày quá mẹ. Cảm ơn chú Tám rất là nhiều. Chú Tám làm được gà xì rượu không? Được phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan một chút xíu cái vườn sầu riêng của chú Tám ở vùng Cái Bè. Xã Hậu Đức A. Dạ. Toàn bộ cái quy trình ở đây hoàn toàn là sử dụng cái phân bón hữu cơ hết hoàn toàn, nên là quý vị bà con cũng biết rằng là nó cây nó phát triển khá là bền. Và bây giờ chúng ta sẽ đi theo một cái quy trình, chúng ta nhìn ở cái cây sầu riêng này. Ở bà con có thể nhìn thấy là những cái cây sầu riêng phía trước á, cũng như là ở phía sau, anh camera anh quay cho em, quay cho bà con coi ha. Thì đây, còn bây giờ bên cạnh đây là mình đang đứng ở một cây sầu riêng, thì mình cũng vô tình tới đây. Thì ở có cây tốt có cây xấu nha chú Tám. Nhưng chúng ta cũng không thể nào mà nuôi con ở trong nhà, thì cũng có đứa mập đứa ốm, mà đứa bị bệnh đứa không bị bệnh ha. Thì đây bà con nhìn thấy này, đây rất là nhiều với bà con mà gặp cái trường hợp này, thì mình cũng xin chia sẻ với bà con một chút xíu về cái trường hợp cái cây sầu riêng của bà con. Là chú Tám nhìn thấy nó đọt nó không có ra ha. Cái này nè, đọt nó không bị ra, nó không có ra này. Đây có nghĩa là nó ra cây đọt xong rồi nó bị rụng lá đồ này nọ. Đây cô Tám thấy là nó, cô Tám biết bị gì không? Không biết bị gì hả? Đây là nó bị rầy, nó tấn công. Thế nên là rất là nhiều quý bà con hỏi rằng là sao cái sầu riêng của tôi nó ra nó còn như cái chà chôm. Đây là rầy nè bà con. Đây cái hiện tượng của rầy nó tấn công. Và chúng ta sẽ sát camera chút xíu, em quay sát chút xíu cho bà con coi này. Không biết là con thấy rõ không nha. Cái vết của rầy. Đây bà con. Thấy phải không? Đây là cái vết của rầy xanh và nhỏ nó là con rầy nhảy. Thì hôm bữa là mình cũng đã cho xử lý, mình cũng nói với chú Tám là xử lý. Đây các vết đây là con rầy xanh nó tấn công, thì chúng ta sẽ gặp bất lợi là khi rầy nó làm cho cái lá của chúng ta bị tổn thương. Sau đó là bà con biết là mưa, những cái cơn mưa dầm mưa về xuống á, thì nó sẽ làm cái lá của chúng ta nó bị quéo lại, và bị khi mà con rầy nó tấn công rồi thì lá của chúng ta nó bị gì? Có nghĩa là nó bị say xước. Nó bị say xước xong rồi con rầy nó vào nó tấn công. Nó vào tấn công thì nó sẽ làm cho cái lá chúng ta bị tổn thương. Khi mà cái lá chúng ta bị tổn thương rồi á là nấm khuẩn nó xâm nhập vào. Đấy thì thế nên là hay cho bữa là con có đưa cho thằng Á là con của chú Tám là sử dụng cái chai siêu giáp. Thì bữa là Á nó nói rằng là em xịt xong rồi, bây giờ nó đi đắp máy lạnh rồi. Thì nó kêu là xịt xong rồi là nó đứng cũng như là không bị cháy lá nữa. Nguyên cái toàn vườn này. Và rất là nhiều quý bà con hỏi về cái vấn đề á, thế là bây giờ sử dụng các cái thuốc gì, thì mình cũng đề xuất cho bà con này, có thể là có hai loại bà con sử dụng cái hoạt chất mà để tiêu diệt cái con mà rầy xanh rầy nhảy. Thường thường á là thứ nhất á là sinh học và thứ hai là hóa học, nhưng mình hay yêu cầu bà con là bà con nên sử dụng cái sinh học. Và nếu như cái số lượng rầy của ta chúng ta rất nhiều, chúng ta phải cộng hình sinh học cộng với hóa học, rồi sau đó khi mà chúng ta tiêu diệt được rầy, đuổi rầy rồi, chúng ta sẽ đi sinh học. Là nói chung nói về trồng sầu riêng mà nói về đi hữu cơ, đi về sinh học là em rất là ok nha bà con nha. Mà sẵn cầm cái chai độ pH đây, mình đo cái độ pH. Hồi xưa là nói chung là cái chỗ này á, là nó cũng hơi tơi tả chút xíu, sau nó phục hồi lại không chú Tám? Đúng rồi, nó phục hồi lại phải không? Thì cái thường thường á, rầy ở đây thường thường đa số là chú Tám đi khoảng mấy ngày chú đi là phun từng lấy phun lần. Dạ, tháng đi 4 lần. Đây chúng ta sẽ nhìn. Còn độ pH ở đây là 6, rất là ok nha. Sau khi mà sử dụng các cái loại phân bón hữu cơ. Chúng ta sẽ quan sát và tiếp tục chúng ta đi nữa này, đi nữa nè. Mấy cái hàng này hôm đó nó tốt cực kỳ. Tốt cực kỳ. Nhưng mà bị ba con rầy nè. Bị rầy, đúng rồi, bị rầy. Do cái vườn này á là do chỗ này á là nó có hai vườn. Cái vườn thứ nhất á là chúng ta đang chuẩn bị làm bông, còn ở vườn này á là chúng ta đang cái giai đoạn gọi là sinh trưởng, cái giai đoạn mà kiến thiết đó. Thế nên là chúng ta cũng hay bỏ bê đấy.
Cái này là bị rầy rất là nhiều, bị rầy nhiều này. Rầy xanh. Rầy xanh đúng rồi, bị rầy xanh. Ừ. Nè, nó ăn trái lá này. Nó ăn trái lá luôn, nó phá hết trái lá này. Con này cái lá này, lá đây nè, lá đây nè, nó cào này. Này, này, này chúng ta nhìn thấy này, thấy không? Bị rầy. Và chúng ta sẽ đi thêm tiếp tục, chúng ta để quan sát. Thì một cái cơi độc của sầu riêng á, từ lúc mà nó ra đến cái lúc mà nó hình thành nó lụa là mất 45 ngày. Này rầy nè, rầy rất là nhiều nha chú Tám ơi. Rầy nhiều đó. Mới xịt cách đây mấy bữa rồi chứ gì? Dạ, rầy nhiều nè. Đây cái cơi độc nè. Hả? Đây khi mà cơi độc nó ra như vậy là chú Tám quản lý rầy giùm con nha. Cơi độc đang cơi độc ra này. Này cơi độc này. Thấy không? Rầy. Chúng ta phải quản lý từ cái lúc giai đoạn mà này đến nó thành chuyển thành cái lá lụa, nó mất 45 ngày. Trong vòng 45 ngày chúng ta mất đi mất 4 lần chúng ta xịt. 4 đến 5 lần đó. Trời ơi, nó làm cũng xịt liên tục tì, kéo dây xịt liên tục tì luôn á. Liên tục tì đúng không? Ở bên kia họ trồng mít nữa. Đây, họ vườn sầu riêng. Bên kia trồng chanh phải không? Nói chung về cái tốc độ sinh trưởng á, là cái vườn này là cũng nói chung là ở cái mức mà gọi là 7 điểm. Chứ còn chưa số 8 là chưa được đâu. Nhưng mà bà con chúng ta chú ý nè. Thì cây sầu riêng bà con nhìn vào này. Cái cây sầu riêng chúng ta mà sau này nó đạt được cái năng suất là nó phải như vậy. Với là nó sẽ tàn, nó phải xe điều như vậy. Tại sao mà chúng ta phải để tàn như vậy? Bà con biết rồi, trái nó sẽ nằm ở đây, nằm ở đây. Nói chung nó sẽ là tứ diện, nó bốn, nó giống như một cái tàn thông đó. Khi chúng ta để trái như vậy đó, còn như ví dụ như bà con mà lúc mình mua cây giống á, mà nó xương cá là rất là nguy hiểm, sau này mình sửa tàn nó khó, đúng không chú Tám? Còn trái ấy, chúng ta để như vậy là ok này, để như vậy tàn. Cái vườn này ok, nói chung là nó đang có một cái khuyết điểm á, là nó bị rầy. Kệ thì ông nói đi. Dạ. Tại bên kia xịt quá nó qua đây. Không, bên kia xịt phải không? Bên kia xịt nhiều, bên kia xịt ít. Dạ. Nó lo tiện đón đó không đâu đây. Thế nên là nó có một cái nó có một cái khuyết điểm mà chúng ta cần phải hạn chế cái khuyết điểm ở đấy. Thứ nhất là khi chúng ta xịt rầy á, ví dụ chúng ta xịt vườn lớn làm để làm bông, chúng ta xịt thì bên này chúng ta cũng phải xịt luôn. Xịt chứ. Xịt luôn. Nó trước của bắt đầu nó tới này vòng giáp vòng hết trơn luôn. Dạ. Ngày sau ngày. Đúng rồi, này sau ngày. Dù sao thì chúng ta cố gắng là làm xong nó cùng một ngày luôn. Hoặc là chúng ta chia công bên kia xịt thì bên này xịt luôn, để chúng ta khỏi cái vấn đề mà rầy nó từ bên kia nó bay qua. Tại bên kia nó đang làm già lá, bên kia cây là già lá, còn bên này là nó non lá. Chúng ta sẽ tiếp tục đi thăm vườn. Thì đối với bà con, quý vị bà con, cô bác, anh chị và các bạn á, bà con nếu trồng vườn sầu riêng, nếu bà con cần về cái tư vấn kỹ thuật thì bà con có thể gọi vào số điện thoại ở trên màn hình để các bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ cho bà con một cách tốt nhất. Còn chúng ta sẽ đi tiếp tục đây, một cái cây sầu riêng nữa mình sẽ làm một cái chủ đề sau. Cây này như nãy luôn nè. Cái cây này là bị bệnh, mình sẽ nhá trước cái video này, bà con sẽ theo dõi cái video sau. Nhưng mà đây, camera quay cho bà con coi và chú Tám sẽ nhìn thấy ha. Đây, cái hiện tượng của chúng ta là cái cây đây là đang bị bộ rễ rất là yếu. Và thứ hai nữa là bộ rễ yếu là nguyên nhân như thế nào? Thứ nhất á, là chúng ta sẽ nhìn thấy cái lá này. Cái lá này xung quanh chúng ta là nó vàng trắng ha. Còn chính giữa nó có một cái gân xanh, đây là cái hiện tượng của tiếng trùng rễ. Là những ai trồng cây cam, cây bưởi, cây chanh thì chúng ta sẽ quan sát rất là dễ phân biệt. Và tiếng trùng rễ nó sẽ làm cho cái lá của chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn vào cái lá này, nó màu vàng và cái gân chính giữa nó màu xanh. Thì tại sao mà nó như vậy? Là cái bộ rễ nó bị tổn thương. Cái bộ rễ con tiếng trùng nó chung vô cái rễ chúng ta, nó sẽ làm nó đẻ trong đó làm u nằng cái rễ và không dẫn dinh dưỡng vô. Thì cái này á, là chúng ta phải trị bệnh trước, chúng ta trị nó xong rồi chúng ta mới đi lại cái bộ phục hồi, xong rồi chúng ta mới dưỡng cây. Và đặc biệt bà con cũng biết rằng khi mà đứng ở thời điểm này là trời đang mưa, bà con nhìn dưới cái mương ra, ở dưới cái mương nước ha, nước đang trời đang mưa những cái hột. Đặc biệt vào mùa mưa như vậy là bà con chúng ta phải trị tiếng trùng ha. Nhà chúng ta mà có chuột là chúng ta phải nuôi mèo ha, bà con nha. Và cái chai thằng sấm diệt tiếng trùng thì em cũng hay quay trên cho bà con coi một lần nữa. Thì bây giờ bà con coi cái lá rồi tí nữa em sẽ làm cái video tiếp theo. Rồi, bye bye bà con. Chúc bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống.